we sail a little bit higher. Những người đầu tiên thấy là tụi Hưng Nam đang sợ mời với vòng loại đầu tiên với số tiền là 10.000 đồng. Hy vọng tất cả các anh chị mình sẽ cùng yêu thương và ủng hộ ạ. Vâng, và bây giờ Billy Phụng và tên em mà chị cũng quên luôn. Đó là chiều. Xin mời các cô chú các chị bạn hãy gỡ lấy cái trên tay, kiểm tra lấy cái số lượng số mở không rõ, đem lên chúng em sửa đổi lại. Và tôi chúc các cô chú các chị và các bạn gặp được nhiều may mắn trong vòng loại đầu tiên. Vâng. Vâng, tất cả các anh chị mình ai vẫn còn chưa có lá cờ á, tất cả các anh chị mình giơ cánh tay lên cho những người đẹp ơi. Mỗi một tấm lá cờ á là mỗi tất cả các chị được tặng một phiếu bốn tâm trúng thưởng cho một lần cuối cùng ngày hôm nay. Ngày hôm nay tất cả các chị sẽ có cơ hội sở hữu cho mình một chiếc tủ lạnh ạ. Vâng, mỗi một tấm lá cờ á chỉ 10.000 đồng thôi, đi đâu mà dội mà vàng gì chân với lại gian hàng luôn nha. Xin lưu động tất cả các chị mình yêu thương và ủng hộ ạ. Gì đây mày, gì đây con số gì ta mày, gì đây con cái gì đây mày, gì đây à? Số gì đây xin mời quý khách có giấy dòng này trở lại đây à? Trở lại đây mà nghe chưa số số là con cái con mày, gì đây mày, gì đây? Thôi trời sắp đông vui.
rồi trước mắt bây giờ mình mới cho con người sinh khô. Gì đây mày, gì đây con số, gì là mày, gì đây con số, gì đây mày, gì đây thì mấy bộ như vậy để rồi cho thật ta cho không đi em lấy cây cây em quất cho mong con bò con bò nó chạy vô bắt đầu em kêu lô tô số. Gì đây con mấy, gì đây mày, gì đây dê ơi dê theo em gì đây dê em về ruộng đồng sông nước thì vui ơi qua bên lớp trời gà đen thô thùa mình uống nước vừa rồi mình chơi lô tô. Gì đây mày, gì đây mày, gì đây mày, gì đây từ ngày hay đứa yêu nhau.
nhau mà ngứa thật nhiều. Tăng tăng từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ngứa bao nhiêu. Tăng tăng mong còn hai đứa tôi chỉ là quá sắc thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một chút liều tình. Đời mình đẹp mãi, đẹp mãi đời đầy 47. 47 luôn 17, 47 là lá cờ hơn cút đô xin dừng xe. Chú Minh xin mời quý vị mình khoan hết rồi. Xin mời là bé trong xa xa là có một chán sĩ tươi xanh. Và độc giả của con số hạnh phúc nơi này là con số 47. Rồi đem giờ số chán chị nha. Rồi ai? Cái gì vậy? Gặp ảnh anh gung tay chị. 47 47 có 1. 52 52 có 2. 25 25 có 3. Và số cuối cùng con số 16. 16 có 4. Hợp lệ anh ơi, dòng loại này anh nhận được một con heo. Anh nè, không lấy con heo, lấy cái này dễ thương lắm. Có con khác nè, con khác nè anh, con heo có con khác nè. Trời, cái đó bông kính người ta mới lấy bà ơi bà. Đây nè, anh lấy con này, ăn con heo đi tiện lợi lắm, có thêm con nè. Hai ba cuốc hà bé xa chào cô chú đi con. Trời, anh nói cho anh thấy con nào cũng được, lấy con khác đi anh. Con nào, anh thấy con nào? Con đó là con bự cha, lấy bù tôi lại 300. Ông nội tham lam à, rồi lấy đi mình. Thấy ngày nào anh đi với ai vợ? Với vợ. Vợ anh phải không? Trời ơi, hai vợ chồng dễ thương quá, cho mượn hai vé lì xì coi. Anh Phương ơi, đây, đây em lì xì cho anh và nhân nghiệp của này là 25 Tết. Em lì xì cho hai vợ chồng anh 4 vé rồi, dòng này may mắn nha, cảm ơn anh. Đó rồi, anh đây để chân cảm ơn anh, xin mời anh về chỗ. Hoàng Phương ơi, đi theo lấy 40. Trời ông cảm ơn lia lịa hết trơn, mấy cha ông đâu có biết là bánh quy đi là bánh xích phải lại. Rồi dạ bây giờ dòng lợi này không để chú mình chờ đợi lâu luôn nha. Chú mình xin mời vị mình chúng ta cùng em tập trung vào đèn sáng chuẩn bị giờ số. Và sau dòng lợi này, dòng lợi sau bên kia chúng em sẽ trích đoạn vợ cái lương tâm lý xã hội được mang tên phục vụ cho toàn thể của mình. Đó chính là vợ trích đoạn cái lương được mang tên giết cha trả thù cho ông nội. Và bây giờ Billy phụ nữ của các nhà có lẽ cái trình bài bắt đầu. Do chú hey. Số gì ra mà, số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, con số gì đây, tôi kể người nghe. Đời lam và điệp là chuyện tình cay đắng lúc tuổi còn thơ, tôi dám thường mong mơ. Nhìn mặt mày ta hết muốn đóng lam cho được vậy đó. Số gì ra mà, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, con số gì ra mà, con số gì đây, số gì đây, số gì đây, rừng núi sang tay nơi lại biến xa. Ta đi vòng tay lớp mai đi núi Sơn Hà. Mặt đất bao la nhìn cho vì gặp nhau mừng như bóc cát thấy buồn trời trồng. Cầm tay ta nắm nơi cho một vòng Việt Nam vòng 28. Số đầu tiên 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, con số gì đây à? Đầu lỗ tô số 1 vô. Con số 1, con số 1, 28. Con số 1, 28, con số 1, 28, con số 1, mới 2 con, mới 2 con, mới 2 con, mới 2 con, ai chưa có chứ, ai chưa có chứ, chứ ta dùm em số gì đây, số gì ra đây, mấy gì đây, mấy gì đây, con mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, số gì đây, mấy gì đây, lòng buồn nhìn quảng anh, chiếm vô gió trên cạnh trăm chân, nhìn anh. Thương cha nhớ mẹ bao ngày mà xa cách, ngày lại ngày trôi qua, thương biết bao mối tình mà trăm năm còn số năm, còn số năm nữa, còn số năm, còn số năm. Phụng ơi, hát lý gì vậy Phụng? Còn số năm, còn số năm, còn số năm, còn số năm, số gì ra, số gì đi, số gì đi, còn số gì ra. Chúng em được phép phục vụ mà nơi đây phục vụ đêm nay còn nhiều mà đêm khác. Xin cảm ơn cô bác cùng với quỷ ban, cảm ơn công an cùng thông tin mà dám quá, cảm ơn cái tất cả xã đội cái ban ngành giúp đỡ tặng tình đoàn hương năm kết quả. Trong thời gian đã phục vụ mà nơi đây hướng tới điều chi tin niệm tình thứ lợi, chúng em tựa đợi khắc phục mà khó khăn. Kể từ nay đoàn lô tô muôn năm nhớ mãi ơn mày. 37 37 37 37 ra 37 37 37 con năm gì đây ra, năm gì ra, năm gì ra, con năm gì đây đây. 57 ra 57 57 57 57 số gì đây, mấy gì đây.
ai ôm ai em với anh. Em mãi là người tình có 545 45 có 45 45 45 45 45 xuống gì đây con mấy gì ra mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây nghe xuân sang thấy trong lòng tao ứa vàng à. Tết đến nơi không có ai trả tiền tiền tao đây đâu phải ở chùa mà lấy lấy không không trả tao đi mày ơi. 12 ơi con 12 con 12 con 12 con 12 con 12 con 12 con số gì xa lắm mà nghe mưa mưa lớn lắm ai ơi cao tựa bằng trời thay nghiêng sinh con trong xa cao tựa núi non dài sông rộng biển cho con lên người còn sao mười 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 xuống về đây xuống về đây năm về đây năm về đây năm về đây năm về đây về đi đây bên nhà nói lại tình xưa chuyện tình mà bao năm qua ta có em từng kỷ niệm và nhớ còn đường đê bốn chiều mùa đông đông hồ em sẽ về bên anh ta ấm lại tình cố nhân em sẽ về bên anh ta ấm lại tình có nhau năm mươi sáu năm 16, năm 16, năm 16 yeah! Hồi hộp quá, chưa có cơm nạ rung rung quá, là một cái hết hộp bước cục về để xuống gì ra nè. Xuống gì đây con số gì ra nè. Con số gì đây thời ấy ta có còn một nàng phụ nữ. Một đá ra hồng tình phơi phới, tôi mới trăng tròn. Một đời hồng ngang cây và đắng theo bụi lâm cháy ngang. Bao nhiêu cô làng yêu nàng tốt với nàng tím vàng. Nàng vắng lặng thân 29 29, 29, 29, 29 29, 29, 29 29, 29, 29 còn mấy gì đây à. Số gì ra, số gì đây, còn số gì đây. Đời tôi đã xót xa nhiều muốn vì yêu. Còn số 7 à, còn số 7, còn số 7. Số 7, số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Chúng ta hoàng hôn 44, 44, 44, 44 44 44 đến 44 44 44 số gì đây à? Số gì đây mày gì đây sao anh đợi số mấy hả anh đợi tôi số 4 hả tội tội ngay luôn đi cha tội tội bốn mấy đợi bốn mấy 44 hả 43 rồi ngay chắc chuẩn bị lên trên đi lấy quà cho anh đây nè. Số gì đây con mấy gì ra mày gì đây con mấy gì đây mày gì đây mày gì đây à? Mày gì đây của lớp sinh đồn mẹ lao mẹ lao mẹ lao mẹ lao hết của lớp sinh đồn mẹ lao mẹ lao mẹ lao hết của lớp sinh đồn mẹ lao mẹ lao mẹ lao mẹ lao hết của lớp sinh đồn mẹ lao mẹ lao mẹ lao nhìn thấy sự sống thiếu phú trong những buổi mang đôi bên đuôi cùng nhau ta ca ta hát cho đêm một đêm tuyệt vời thì anh yêu em nên đã trao rồi hôn cho em không say điều mà mưu sao hay thật ô ô nhớ về hết của lớp sinh đồn mẹ lao mẹ lao mẹ lao mẹ lao hết của lớp sinh đồn mẹ lao mẹ lao mẹ lao mẹ lao hãy cố lắm sân lên mẹ lao mẹ lao lên gì bốn chục quyền à còn bốn mươi đi gặp chút nữa còn bốn mươi là lá cờ hơn xin lô xin dừng xe trời ơi khổng ơi hồi nãy tôi nói đợi số mấy anh đợi 43 hả 43. Dạ thôi mình hẹn nhau kiếp sau nhanh nha dạ kiếp này là bd kiếp sau là ôi môi trời ơi em đang cầm 43 chuẩn bị kêu đó anh trai ơi rồi đem giờ số nha chị gái trời đọc giả rồi he trời ơi may mắn quá he xa xa ra đi đê với bánh bèo không có hộp mà đứng gần hoài bốn chục kệ 40 có 1 56 56 có 2 gần 2 12 có 3 số 5 số 5 có 4 lấy gì lấy đi má con nào cũng được con này nó có cái con này dễ thương lắm nè bà nghe lời tôi con này nè nó bà cầm cái tay nè nựng nựng đã nè được rồi tự nhiên con này tự nhiên cái quần nó gì nè bụng lại khui đó trời ơi bé pha chào của chú đi con
Rồi dạ bây giờ vòng lễ này bà con ơi, thương tình nhẹ nhàng sẽ bỏ giấy cũ và chúng ta tham gia tham dự giấy mới cho Chu Mi quý vị ơi. Vòng lễ cũ đi qua, vòng lễ mới lại đến và giải từ những quý vị kể lên giấy cũ 10.000 đồng cho vòng lễ mới quý vị nha. Đó và đêm nay là một đêm chương trình đặc biệt, một chiếc tủ lạnh Aquafina lướt vết mượt mà. Đây dạ đó sẽ dành tặng cho quý vị mình trong chương trình bắp thăm trúng thưởng tối đêm nay. Không tốn tiền bên anh mặc áo sơ mi tưởng tượng đến mấy đứa học sinh nhưng mà có mặt hơi phụ huynh. Rồi nhé, ta hệ cho nên luôn. Hôm nay là ai vậy? Được chưa? Rồi nha, ta lại chung lô vòng loại này 10.000 đồng cho vòng loại này. Quý vị Dung Minh xin mời vì mình chúng ta không để cho vị mình chờ đợi lâu, sẽ mời vị mình chúng ta cùng meo dò số luôn nha quý vị. Vâng, quý khán giả sẽ được nghe qua tiếng hát của Tâm Thảo. Dạ, giám đốc đã thành danh. Sổ luôn hả? Trời ơi, em còn chưa nghe Thảo. Dò số. Vâng, và bây giờ chúng ta bắt đầu cho cô. Số gì đây mày, gì đây ai chung cô chế á, ai chung cô chế vừa tao giùm em. Và ngày hôm nay tụi em đang mặc rất là quái dị đúng không chị? Bởi vì chủ đề của ngày hôm nay đó là sớm tôi đi. Và sớm tụi em phục chủ quý vị qua mẹ lá vé lô tô cho những giai đoạn đầu tiên là 10.000 đồng là vé. Và tụi em sẽ tổ rất là nhanh để cho tất cả quý vị ai cũng sẽ có quà đúng không quý vị? Số gì đây mày, gì ra con mày, gì ra mày, gì ra con số gì đây mày, gì đi con mày, gì đi mày, gì đi con mày, gì đi mày, gì đi con xuất gì đây, ai cũng tình xin môi dùng cho em. Tam đứa đây em đang có 10.000 hát đi em, thương tình môi giúp dùng cho em. Thôi nghe hát trên đây em có ca khúc đẹp đó, em xin mời cảm ơn anh môi dùng cho em. Xuất gì đây mày, gì đi con xuất gì đây mày, gì ra con xuất gì ra, con xuất gì đây mày, gì đây mày, gì đây đi đi qua mà đầu em chưa chỉ toàn quần ra áo nước tay lên đời đời trong tù trường băng kia chiếc tù bắt đầu em chưa lâu câu số gì đi con mấy gì đi mày, gì đi con mấy gì đây, con mấy gì đây, ta thương con thì con giấc mẹ, mẹ thương con thì con giấc ba, và nhà ta cũng yêu mà thương nhau ta là nhớ gần nhau với làm người con 30 con ba mươi mấy gì đã con ba mươi gì đây năm gì đã con tài chăn mày chăn mày con đi năm mươi tư à ra năm mươi tư con 50 đôi con ba gì đây con số gì sao lắng mà nghe tao đúng tao sống dân mà yên ngon con 36 36 con 36 36 sống gì đây à con số gì đi sống gì đi con số gì ra à con số gì đi sống gì đi con số gì đây hai con gà đá nhau con chảy máu còn một con em đi nấu cháo còn 16 16 con số gì đây 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 con đúng tao con đúng tao tao đúng chung nước chân yêu tao 56 con gì đây mày gì ra con mày gì ra mày gì ra con số gì đây mày gì đây con số gì đây heo mẹ heo con heo con mẹ rủ cho ăn cơm đây con 18 con 18 con số gì đây à số gì là những ngày xa xăm con số 5 con số 5 con số 5 con số 5 con bốn gì đây bốn gì đây thứ sáu thứ bảy chủ nhật rồi thứ hai trong câu lạc bộ có bảo hội nhảy đầm anh mời em đi nhảy nhưng em không biết nhảy em đứng em phải học hãy 47 con 47 con bảy gì đi con gì đây bốn gì đi con gì đây con bốn gì đi bốn gì đây con vợ của tôi biết buồn mà vinh đăng biết thở bằng trăng biết trăng để ăn sờ ba trăm thì nhờ như nợ mà bạc trăm bốn mươi lăm xuống gì đây con mấy gì đây mày gì đây mày gì đây bốn mươi bốn
thưa 14/14 diễn viên Hoa đã vừa đọc giải đến người tôi chú chim mình được gỡ số bạn lại vé. Chúng em kiểm tra lại những gờ bên trên. Và dòng lại tiếp theo vẫn là 10.000 đồng một lá vé. Rồi 44 có 1, 56 56 có 2, 30 có 3, 18 có 4. Rồi 18, 30, 44, 56 là hợp lệ. Anh trai lên sân khấu giùm em nha. Rồi tặng một phong bao lì xì. Rồi anh chọn một con gấu bông về bên dưới luôn nha. Đó, thích con nào mình lấy con đó. Dạ con nào cũng được anh. Anh lựa đi. Rồi ẩm nó về giùm em đó. Rồi kính thưa quý vị, những dòng loại tiếp theo với mọi lắm bé vẫn có 10.000 đồng đối vị nha. Và những dòng loại càng về sau, phần thưởng của chúng ta sẽ càng tăng lên. Từ gấu nhỏ tăng từ từ, một lát chúng ta sẽ sổ luôn những con gấu bự chạp bá này thưa quý vị. Vẫn chỉ có 10.000 đồng là vé thôi quý vị nha. Rồi cô chú chị nào mà chưa gọi là vé trên tay thì cứ giơ tay lên, thò tay ngọc, thò tay ngà, mà róc là móc ra 10.000 chẳng đáng là bao. Nếu trúng là trời cho, còn không trúng chỉ đơn giản là trò chơi thưa quý vị. Về giờ tới đêm nay chúng ta sẽ dồn lại 3 ngày. Ai chưa đọc giải chúng ta sẽ bốc thăm qua. Đó là một cái tu lành rất đặc biệt của tôi đêm nay ạ. Vào cái khán giả ủng hộ nhanh, ủng hộ nhiều sẽ còn nhiều cà phiếu để chúng ta có nhiều cơ hội để ra chọn qua tặng phẩm ạ. Và thưa quý vị, trong tuần này thì đêm nay sẽ là đêm cuối cùng, cho nên những dòng lội 10.000 tụi em sẽ sổ số rất nhanh. Có phần là tụi em sẽ sổ tắt hát rất nhanh để tụi em phục vụ quý vị, cho ai cũng sẽ có cơ hội để nhận quà. Càng nhiều dòng lội chúng em có càng nhiều cơ hội dành tặng quà cho tất cả quý vị bên dưới. Đối với những dòng lội 20.000 đồng, phần thưởng của chúng ta sẽ là 5 phân vàng hoặc là một chiếc điện thoại di động, thì tụi em sẽ hát số từ từ như là bộ môn lô tô, sẽ mang tới cho tất cả quý vị nhiều cái giai đoạn trong đêm diễn ngày hôm nay. Hôm nay chị thấy bốn con gấu này rất là to, mình sẽ sổ dòng lợi nào? Thưa quý vị, những con gấu này sẽ có một dòng lợi tụi em sẽ tặng không cho quý vị. Wow, là miễn phí một con gấu rất bự. Đó là chương trình rút thăm nha quý vị nha. Rồi, và ngay bây giờ nè, vé đem vé rút thăm đây cho mình nè. Kính thưa quý vị, một lá vé lô tô quý vị được tặng một lá vé rút thăm may mắn. Và với lá vé rút thăm may mắn quý vị, trong tối đêm nay chúng ta sẽ có các phần thưởng như sau. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ nhận về cho mình, đó là một lò nướng đa năng. Thứ hai chúng ta nhận về cho mình, đó chính là một nồi lẩu điện. Thứ ba chúng ta sẽ nhận về cho mình một con gấu bông size bự nhất. Và phần thưởng đặc biệt nhất và cuối cùng đó chính là một chiếc tủ lạnh Aqua 186 lít hoàn toàn miễn phí. Và ngày hôm nay sẽ là đêm cuối, ngày mai tụi em nghỉ, và thứ ba tụi em nghỉ, và thứ tư đó là ngày 22 tháng 1, tụi em sẽ tiếp tục quay trở lại đây phục vụ quý vị từ 22 tháng 1, có nghĩa là từ 28 Tết tụi em sẽ biểu diễn từ 28 Tết liên tục cho đến mùng 10 thưa quý vị. Wow, từ 28 tới mùng 10. Từ 28 tới giao thừa, tụi em sẽ tặng cho quý vị hoàn toàn miễn phí một chiếc điện thoại di động trong chương trình rút thăm may mắn. Từ mùng 1 tới mùng 4, quý vị, từ mùng 1 tới mùng 5, chúng ta gom vé rút thăm may mắn lại. Một phần thưởng đặc biệt đó chính là một chiếc tủ lạnh. Và từ mùng 5 đến mùng 10 là ngày vía thần tài, sẽ tặng cho quý vị đó là một chiếc xe máy thưa quý vị. Wow, vỗ tay với tất cả ơi. Tất cả những phần thưởng đó là rút thăm may mắn, chuyện không bán vé lô tô thưa quý vị nhà. Đó là cho không biếu không quý vị luôn. Và đặc biệt đó là chương trình vào ngày thứ tư tuần này, là ngày 22 tháng 1 là 28 Tết âm lịch. Chúng ta sẽ cùng giao lưu và gặp gỡ với một vị ca sĩ rất đặc biệt mà tôi mời về đây phục vụ quý vị, đó là ca sĩ Phương Mỹ Chi sẽ phục vụ quý vị vào ngày 22 tháng 1. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta bắt đầu do số. Vâng, những tặng phẩm rất đặc biệt dành riêng cho khán giả Cần Thơ và các cô chú chị bạn về nhà cổ vũ cho mọi người xa đến xem nào. Xuống chị đây mày, chị đây anh chúng có chưa? Anh chúng có chưa, giờ tao dùng em mày. Chị ra mày, chị ra mày, chị ra mày, chị ra con xuống chị ra. Mày, chị ra mày, chị ra con xuống chị ra. Mày, chị ra mày, chị ra xuống mày mày. Xuống mày ra xuống, mày ra xuống, mày ra con xuống chị ra con, chị ra. Cho hoa chân tư, cho hoa chân tư. Cái ly vô đầu còn ôi chảy máu. Là 56, năm 56, năm 56, năm 56. Sao tôi đầu tiên dấu đầu tiên 56 56 56 56 56 56 có mấy gì đi à? Mày thì rằng cái miệng anh cực thật là có duyên làm chủ thương. Con 50 con 50 con 50 con 50 con 50 hai gì đây, hai gì đây, con hai gì đây.
vào tuần 24, 24, 24, 24, 24. Cùng ba chị đây, ba chị đây, cùng mặt giống tên trên trường xa sao. Hai đứa ở thay đồ xa thầm. À, trường xa trong mùa này đông lắm, trường sơn đất nhớ. Trường sơn đây, 37, cùng 37, 37. Gì đây mày, gì đây mày, gì ra con mày, gì ra mày, gì ra mày, gì ra. Nàng lúc kim tính là con số chín, 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 con mời gì đây, con mời gì đây, mình về, mình về, mình nhớ anh chân, anh về anh nhớ thầm trong người mình cười. Con số mười, 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 mười gì đây, mười gì đây, con mười gì đây, mười gì đây, con nữ và ca thì con mười ba, con mười ba, con mười ba, con mười ba. Và tấm lá cờ hơn thiết lô xin dừng xe. Và quý vị 13 giờ đứng qua. Từ xa đã có một anh ba đọc giải. Đơn vị của chú chị mình được gửi số bảo lại trẻ. Chú mình kiểm tra là những người bên trên. Rồi, những người đẹp ơi, bắt đầu phục vụ dòng lợi tiếp theo. 10.000 đồng một là vé cho dòng lợi tiếp theo thú vị đó. Rồi dòng lợi này là dòng lợi cuối cùng 10.000 đồng thú vị đó. Rồi ai chưa may mắn đọc giải thì mình mua liền, mua liền, mua liền 10.000, 10.000 nhớ gì nha. Rồi em dò số liền luôn. Rồi anh Kinh 13 anh hả? 13 13 có 1 24 24 có 2 37 37 có 3 56 56 có 4. Rồi 13 24 37 56 anh trai lên sân khấu giúp em luôn nha. Rồi đầu tiên em tặng cho anh một cái bao lì xì may mắn. Rồi anh chọn một cái góc ông đi anh. Đây nè, đóng này nè. Thích con nào mình lấy con đó thôi. Rồi ẩm nó về rất là đáng. Rồi rồi để nó đi. Không sao đâu anh. Nó nói phạt lắm em gắn lại. Rồi các quý vị, 10.000 đồng là vé mới, dòng loại mới. Cô chú chị nào mình chưa có vé cứ giờ ta lên nha. Ở những dòng loại đầu tiên thì em sổ nhanh để phục vụ tất cả quý vị cho ai cũng có cơ hội nhận về cho mình gấu bông. Rất là may mắn cho buổi tối đêm nay, quý vị rất là dễ thương. Vâng, và bên trên chú em còn chỗ ngồi rất là nhiều. Và tất cả các anh chị nào ở xa gặp cái tí lên bên trên để chọn cho mình một chỗ ngồi định để xung quanh chương trình ca nhạc đặc biệt tối đêm nay ạ. Và đặc biệt đó là kể từ ngày hôm nay, khu Marathon có triển khai một dịch vụ đó là vé combo 49.000 với rất nhiều tiện ích ở phía bên ngoài. Cái đường ra vào sẽ có một chị gái rất là đẹp gái đó, đó giơ cái nách lên đó quý vị đó. Chị ngồi đó chị bán luôn quý vị nha. Vé 49.000 mình được là một phiếu mua hàng, đồ ăn thức uống 49.000 tặng một vé lô tô, một vé giảm 10%, một vé rút thăm may mắn và một vé trò chơi 25.000. Rất nhiều tiện ích trong một vé combo 49.000 thú vị. Vừa rất là tiện ích ạ. Chúng ta chỉ mua 49.000 thôi chúng ta sẽ được nhiều, rất là nhiều tặng phẩm ạ. Dạ rồi. Cô chú khách sạn. Còn bên tay trái và tay phải của Susu là những gian hàng đồ ăn thức uống của anh chị tiểu thương tại đây, rất ngon, rất bổ và rất rẻ. Còn bên các khu container đó là những khu trò chơi của mình, trò chơi dân gian trội banh, ném banh, bắn bê đê rất là nhiều. Và đó quý vị, đó là bắn, có bắn bê đê quý vị. Rồi và ngay bây giờ chúng ta bắt đầu dò số với cầu chúc các cô chú có chuyện của bạn gặp được nhiều may mắn trong dòng lời này là xê. Rồi hết giấy chương trình rồi. Con số 1, con số 1, con số 1, con số 1.
cho tôi số 1 vô. Số gì đây con mấy gì đây mày gì đây mày gì đây mày gì đây chơi nha sao xinh đập xinh đập xinh đập xinh đập xinh đập xinh đập xinh đây 39 còn mấy gì đây à? Mấy gì đặt cái miệng ơi thôi thật là có chi 20 nguyên à? Còn 20 Còn 20 số gì đây mấy gì đây có 4 gì đây 4 gì đây một mối tình cấm 45 số gì đây con số gì ra số gì đây lần trình lên thượng đế sao một bản tổng kết về việc cuối năm người ngay kẻ tham người tốt và kẻ xấu năm tàu bắt đầu chi tội chi tâm những kẻ có lòng sẽ được khen thưởng những tên cà chốn những bọn bất lương sẽ bị xử tội cái mà xử tội tôi là bảo quân mỗi năm tới 2 lần trình lên mặt thượng đế mỗi năm có mà 1 lần tính luôn tới ông đứng ông khóc bây giờ. Yes, ok. I'm a BD dog. You go toilet go. Ok. Cellphone, name BD dog. Ok. Trời ơi, nem. I am a girl. Dạ, để em dịch cho nè. Okay. BD dog có nghĩa là bóng chó. Trời ơi. Ủa? Mày chưa mày lựa cái tên hay quá vậy. Ủa, BD dog là bóng chó hả? Ừ. Trời ơi, nó tên, nó đâu? Chơi Zalo cái tên nó vậy đó quý vị. BD là Tiger. Bóng cọp. BD là Tiger, Tiger nâu. Mày là một gái hả? Mày uống Tiger nâu. Sao quý vị ơi? Trời ơi, là trời. Yes. Rồi. Yes. Chai lao, we say lao. We say this, say la, cha la, cha la, cha la, cha. 23. Ba con người gì đi chơi lấy chồng sao? Con người sao? Là lá cờ hôm xuất dấu trên dần phe. 16 dân viên hoa hết của đọc chảy. Và dòng loại tiếp theo sẽ là dòng loại đặc biệt với mỗi lá vé 20.000 đồng. Và phần thưởng của chúng ta sẽ là 5 phần vàng, 1 bao lì xì 2 triệu đồng. Mời 2 người lên nào. Rồi, 16. 16 có 1. 20. 20 có 2. 39. 39 có 3. 58. 58 có 4. Rồi anh lên sân khấu luôn nhỉ em. 16, 39, 45. Có. Và 52. Có luôn. Hợp lệ luôn. Rồi, mỗi người một phong bao lì xì lên sân khấu lấy gấu anh. Rồi đây. Và đây. Rồi em xin mời hai anh trai lấy gấu sau lưng. Đó. Những con gấu size này nè. Hoặc là con này nè. Đó. Đó. Rồi lấy đi. Thích con nào thì mình dạ rút ra đem về. Rồi không có chi đôi đâu mà sợ. Rồi cảm ơn các anh rất là nhiều. Mỗi người được một con hộp. Dạ đúng rồi, mọi người được một con gấu thú vị nha. Và dòng loại tiếp theo chúng ta bắt đầu đến với những dòng loại đặc biệt với 20.000 đồng là vé.
Và phần thưởng của chúng ta sẽ là 5 vân vàng y. Đây là một chiếc nhẫn vàng 0,5 chỉ, có nghĩa là 5 vân quý vị đó. Và có giá trị là 2 triệu đồng dành tặng cho tất cả quý vị. Phụng. Vâng, và bây giờ BB Phụng mời tất cả các quan khách có lái chiếc trên tay tập trung sáng bắt đầu dược cơ. Cầu chúc quý khán giả sẽ gặp được nhiều may mắn. Vâng, kính thưa quý vị, còn ai vẫn còn chưa có lái vé trên tay, tất cả các anh chị mình giơ cánh rè mình lên như đội ngũ nhân viên của cảnh sát tôi hôm nay. Xin chào chào mời. Với vòng loại 20.000 đồng, còn ai được lái vé rồi xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu bắt đầu dược cơ. Kính chúc tất cả các anh chị vào lần này gặp thật nhiều may mắn. Gì đây mày, gì đây con mày, gì đây mày, gì đây mày, gì đây ai thương tình xin mua giùm cho em. Tâm giá đây em bán 20.000, bà con thương tình xin mua giùm mà. Tờ giấy trao tay em đây số lẻ, số xong rồi đem lại sẽ trao quà cho cô bác nha. Số gì đây, số gì đây, đi vô rừng mà bọn con theo làm gì. Rừng u minh mũi cắn nó là ông sầm, em còn còn vô bắt đầu em kêu lô tô số gì đây con mày. Thì phá thuốc ngoài kia. Vâng. Và bây giờ chúng ta bắt đầu giờ số tiếp là con 15. Con 15, con 15, con 15. Giờ người ta ghen đó. Con 15, con 15. Con 15, con 15, con 15, con 3 chị đi. 3 chị đi mới từ trăm năm. 35, 35, 35. 35, 35, 35. Người gì đây, người gì đây, người gì đây. Sao không về đây thăm lại Cà Mau? Nằm trăng nằm chơi qua đường hôm mình cầm theo trong gió.
Dự điểm kêu hoa đó vừa được giải, giờ chúng em bắt đầu dò số thú vị nha. Rồi, 51, 51 có 1, 42, 42 có 2, 35, 35 có 3, 15, 15 có 4. Cái thú vị dòng loại này là 5 vân vàng, giá trị phần thưởng rất cao. Chỉ có một chủ nhân đoạt giải, cho nên em xin phép mời một vị khán giả bên dưới bước lên trên thay mặt chúng em kiểm tra lại những con cờ để tạo sự công bằng nhất thú vị. Và ai lên em tặng người đó con gấu luôn quý vị nha. Rồi mời một vị khán giả ai cũng được. Rồi anh ở đây à? Cái này thích gấu chứ không? Gấu nè, tặng gấu nhỏ nhưng phải gấu bự nha cha. Rồi anh kiểm tra giùm em cho công bằng nha, tại vì giá trị phần thưởng tới 2 triệu đồng lận thưa quý vị. Đây nè, đây nè. 51 có 1, 42 có 2, 35 có 3 và 15 có 4. 15 hợp lệ thú vị. Rồi hợp lệ rồi. Anh, em tặng anh con gấu nhỏ chơi nha. Rồi ôm về tặng cho ghệ nè. Đó, dạ cảm ơn anh. Hay là muốn đổi con khác không? Lấy con bóng không? Lấy con bóng, mình lấy con bóng đi. Lấy bỏ đi, vậy? Bỏ đi. Trời đất ơi. Rồi, ông xã. Ông xã sẽ được một con gấu bông luôn. Lấy một con gấu bông nhỏ luôn. Đó, rồi vào bên trong lấy bao thư 2 triệu đồng tiền tươi. Thưa quý vị, chỉ có 20.000 đồng là vé và phần thưởng của chúng ta sẽ là một phong bao lì xì may mắn mà vàng quý vị. Đó, có hình con chuột 5 canh tí rất là dễ thương, kèm theo đó là một con gấu bông nhỏ nhỏ kỷ niệm cùng với Lô Tô Hương Nam. Và phần thưởng trọn vẹn nhất của chúng ta cho mỗi giải thưởng đó là 2 triệu đồng thưa quý vị. Rất là đặc biệt thưa quý vị nha. Dạ, chỉ có dòng loại này các cô chú quý sĩ mạng đã chọn qua với 5 phương vàng. Chúng đến đây chúng em sẽ đem đến cho quý khán giả còn nhiều tặng phẩm rất là cao nữa. Và sự bốc thăm mà không bao giờ tốn tiền đó là một chiếc tủ lạnh ạ. Vậy rồi ngày vía thần tài em sổ một cây vàng phụ chủ gì thì không đó. Thường. Rồi và bây giờ chúng ta cùng vô luôn và gặp gỡ người đẹp Ngọc Khánh. Một tình ngày nào đã trao cho em sẽ chi tìm trong đớn đau. Một tình ngày nào đã trao cho nhau giờ bỗng phôi phai màu. Bên em bước đi trong mưa chiều nhớ anh. Hàng cây vắng tanh tiễn đưa em về kỷ niệm. Giờ cuộc tình mình cũng như mây trôi hớn hở. Tình yêu đời già chỉ riêng em thôi. Này hỡi anh ơi, anh có hay làm lời nói cho nhau bây giờ? Chị xin hãy không đi, dừng ngày mai chia ly. Đừng trách gì nhau anh ơi, đừng trách gì nhau anh ơi. Dẫu có buồn, dẫu có vui cũng là kỷ niệm. Người yêu ơi, đừng chết đi. Giọt nước mắt,
Chị tóc thiệt, tóc em tóc giả này, ừ nói ừ. Và bây giờ chúng ta có lấy cái chân tay tập chuỗi sáng bắt đầu do số kia số khác. Kính thưa quý vị, và bây giờ với những tiếng nhạc quen thuộc chúng tôi lại vang lên và đà báo hiệu vinh trình mở thưởng. Xin mời bên dưới bà con mình, ai là người chân vé chân tay, hãy cùng nhau tham gia và tham dự ủng hộ dùm cho Khánh, ủng hộ dùm cho chị Phụng quý vị nha. Vâng, và bây giờ chúng ta chỉ có lấy cái chân tay nhưng giơ cao tay lên để chị em Phụng sẽ đem đến tận nơi phục vụ các cô chú các chị và các bạn. Thì 2 triệu đồng mà. Dạ đúng rồi bà con, với tờ là vé trên tay chị có 20.000 đồng. Quý vị ơi, 20.000 đồng thì chúng ta ăn xài được hết. Biết đâu được chúng ta mua những tờ vé trên tay chúng ta sẽ người may mắn. Chúng ta sẽ được ảnh hưởng qua với những sản phẩm mà chị Bibi Phụng vừa giới thiệu cho quý vị mình. Số 1 mình như quý vị thì hãy cùng nhau tham gia và tham dự và ủng hộ dùm cho chị em qua với những tờ vé sơ cùng quý vị nha. Vâng, và bây giờ chúng ta bắt đầu do số. Số gì đây à, số gì đã, số gì đây, số gì, số gì đây à, số gì đã mấy gì đây à. Xin mời chị cũng có nghe chẳng lời trời lại đây nghe. Chị số ra cô mấy cậu mấy gì đã. Ở bài kia đây à, rồi dễ bên này luôn đi, dễ bên này luôn. Bên kia số gì đây mấy gì đây à, số gì đây. Rồi nói có tim vui như ngày dòng, mẫu đơn con tim đồng loài. Gì đây mới hai con, số gì đây con mấy gì đây mấy gì đây giọt.
số tiếng giò, số lô con số gì ra máy gì đây à? Máy gì đây, máy gì đây, con máy gì đây, máy gì đây? Bóng chắc cùm cùm, bóng bờ bóng biển, bóng bàn bàn bàn, bóng chắc cùm cùm, bóng bờ bóng biển, bóng hay đầm bàn, bóng chắc cùm cùm. Bóng gì đây, con bóng gì đây à? Bóng gì đây, bóng chắc cùm cùm, bóng bờ bóng biển, bóng hay đầm bàn, bóng chắc cùm cùm, bóng 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 đi bài 32 à? 32 xuống gì đi, xuống gì đi, ba gì đi, ba gì đi, ba gì đi, ba gì đi. Pia pia một trái pia, pia 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 hai trái pia, pia 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 ba trái pia, pia pia một bàn pia con 33, 33, 33, 33. Rồi, giờ số giùm em luôn chị ơi. Trời ơi, mẫu hậu, con số 8 gì điểm kêu qua? Số 8 thì kêu ra có 1. 21. 21 có 2. 33. 33 có 3. 58. 58 có 4. Vâng, tấm vé hợp lệ về vị chủ nhân thứ 2. Số 8 có 1. 21 có 2. 33 có 3. Và 58 có 4. Vâng, hai vị chủ nhân đạt giải, xin mời anh chị mình bước tiến vào bên trong để nhận về phần thưởng. Và mọi người nhận vâng. Và tặng cho cô chú anh mọi người một bao lì xì may mắn ạ. Vâng, và bây giờ trong lời này, trong lời cuối là 20.000 đồng. 20.000 đồng các cô chú quý chị bạn được chọn qua, đó là 5 phân vàng. Giờ nếu chúng ta
Vâng, kính thưa tất cả quý vị. Vâng, cô anh ơi, cô ơi. Mỗi người được một con gấu nhỏ để làm quà nữa ạ. Vâng ạ. Rồi, cảm ơn hai vị chủ nhân rất nhiều. Vâng, dạ, cảm ơn cô ạ. Vâng, kính thưa tất cả quý vị và hiện tại tất cả những thành viên của các đất nước từ Hương Nam đang chào mời với vòng loại tiếp theo là 20.000 đồng. Hy vọng tất cả các anh chị mình sẽ cùng yêu thương và ủng hộ con. Trời rơi lộng làm chi, rời anh ra đi, cho nên là thiên trong giây phút này. Hãy nói đi người ơi, rời anh ra đi, xót chi người ơi, rồi anh sẽ quên. Chưa nói yêu, người về bên tôi, vừa thấy bóng dáng người thật xa xôi, thì em biết nơi trái tim anh đã đổi thay rồi. Dẫu như cảm xúc của con tim không yêu thương, như thế sẽ đau khổ cho cả hai. Này anh ơi, nếu muốn chia tay thì một lời ta sẽ chia tay. Đừng nên cố dẫu như cảm xúc của con tim không yêu thương và đang bao trong tình yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
số bát luôn. Bát đi được phòng phòng chưa tiếp luôn. 27 còn 40, 27 còn 40, 27 27 còn 40, còn 40 27 27 còn 40. May gì đã 27 đi còn 40. 27 còn 40. Còn 50 sao? Con số gì đây lắm mà nghe con số gì xa. Lắm mà nghe thể dục thể thao sức khỏe rồi. Khoan vừa xếp ghế, câu trả lời bên nè. Rồi, cái thú vị dòng lại tiếp theo vẫn là 20.000 đồng một là vé. Cho phần thủ là 5 phân vàng, thưa quý vị. Vinh. Ồ, cô đọc giải nữa hả? Rồi, lên đây đứng với cô. Số 3 chị kêu sao? Có 1. 27. Có 2. 45. 45 có 3. 56. Hợp lệ. Số 3. Số 3. 36. 36, nhị lầu. 40. 40, tam lầu. Và 56, lọt lầu. Vâng, và hai chữ nhân đọc giải. Bây giờ hai con sẽ nhận được. Rồi, mỗi người chọn một bao lì xì nè. Hai con quay lại phía sau. Mỗi người chọn một quả bông. Đây, mấy con nhỏ nhỏ này nè, lấy một con lấy được con này nè. Rồi, ừ. Rồi, lấy về. Rồi, quẹo bên phải. Mỗi người nhận một bông bao lì xì 1 triệu đồng nha. Về dưới kêu mẹ kiểm tra liền nha. Chứ nhiều khi mấy chú bê đê lộn để vô 150 ha. Đấy, trời ơi, ba con đâu? Ba con trai? Ba con đâu? Đẹp trai dữ mày. Trời ơi, ba nó chắc ngon lắm ta ơi. Trời ơi, thiệt á. Nhìn ba nó cái muốn ăn Tết liền. Trời. Rồi, dòng loại tiếp theo vẫn là 20.000 đồng một là vé. Cô chú chị nào mà chưa có vé cứ chờ ta lên nha. Và đặc biệt những anh trai nào 6 muối à, có một cái mã vạch như sau thưa quý vị. Tụi em tới vạch cái muối lên tụi em đưa 6 vé thưa quý vị nha. Hoàn toàn không tính tiền thưa quý vị. Rồi nha, ai có 6 muối thì dạch lên, ai 1 muối thì đưa lại em 150 thưa quý vị. Đó, tiền mà em mệt, em làm mệt trong người đó quý vị. Kinh thì tất cả các anh chị mình sẽ được nhận một phiếu quà tặng trị giá 100.000 đồng nha tất cả các anh chị ơi. Cho nên là hy vọng tất cả các anh chị mình sẽ cùng yêu thương và ủng hộ với mọi tấm lá vé là 20.000 đồng. Còn ai đã có lá vé trên tay xin mời quý vị tập trung về sân khấu. Bắt đầu do cơ kiếm chúc tất cả các anh chị một đời này gặp thật nhiều. Yumi, và bây giờ thánh đường này là của hai đứa đó. Số gì đây à? Số gì ra đây? Mấy gì đây? Mấy gì đây con? Mấy gì đây? Mấy gì đây con? Số gì ra? Mấy gì đây bà con? Cô bác có nhớ trong này trở lại đây mà nghe kêu số. Số ra con mấy con? Mấy gì đây? Mấy
quay quay bên đa số gì đây à? Số gì đây vâng, mỗi năm lớp bé là 20.000 đồng, hai chị có bé. Tất cả các chị mình giơ cánh tay lên à, sẽ có đội ngũ nhân viên của tụi em đều thấy cho tất cả các chị người đẹp xu xu, còn vài bé cúi tay à. Số gì đây mày gì đây con mấy gì ra mày gì đây gắn hương nha. Mời mọi người nhân tay đến nơi này này gọi là ba đa số, gọi cùng nhau vô chơi chơi chi người ơi. Cờ ra con mây con số ra cờ ra con mây đến hương nha, niềm vui sẽ dâng trào. Cờ gì ra số ra con gì à, số gì đây con mấy gì đây mày gì đây hết vé chưa chị tốt ơi. Con 30
Với mỗi lá vé là 30.000 đồng là vé, cho phần thưởng là một chỉ vàng tương ứng với 4 triệu đồng quý vị. Rồi anh chọn em hoài hà. Rồi bắt đầu 48 thì chúng ta có 1, 32 có 2, 10, số 10 có 3, số 6, số 6 có 4. Kính thưa quý vị, chúng ta thêm 10.000 đồng nữa và nhận về phần thưởng gấp đôi quý vị nha, là một chỉ vàng. Rồi 48 có 1, 54 có 2, 32 có 3, 16 rồi là tấu giùm em đi chị ơi. Rồi 48 1, 33 có 2, số 10 có 3 và số 1 có 4. Rồi mỗi người nhận giùm em một phần bao lì xì may mắn rồi mình lên sân khấu luôn nha. Trời anh ơi, anh chọn một con gấu mới nở giùm em đó. Giờ rồi gấu nhỏ chỉ còn có một loại thôi. Rồi yeah. Dạ không, đây. Rồi em tặng cho mỗi người một con luôn nha. Rồi vô bên trong phần thưởng 2 triệu mình chia đều, đó là mỗi người một phong bao lì xì trị giá là 650. Anh ủa anh lấy tiền chưa? Anh chưa lấy, lấy tiền. Trời ơi, lấy con gấu chị không lấy tiền à, cái bao thư đó là chỉ là phiếu may mắn thôi. Cái bao thư đó là hên thôi. Rồi và đây mỗi người nhận thêm một phong bao lì xì trị giá là 650.000 giùm em. Và thưa quý vị, dòng loại tiếp theo là dòng loại đặc biệt nhất mà Hương Nam muốn dành tặng cho tất cả quý vị. Với mỗi lá vé là lúc nãy 20.000 chúng ta trúng được 5 phần vàng, thì với dòng loại này lẽ ra phải 40.000 đồng thì chúng ta mới được một chỉ vàng, nhưng chỉ 30.000 đồng một lá vé cho dòng loại là một chỉ vàng quý vị nha. Vâng, và một chỉ vàng bao lì xì trị giá là 4 triệu đồng. Vâng, 4 triệu đồng với 30.000 thôi, và đây là dòng loại đặc biệt. Không phải có thông mùi bia dễ sợ vậy đó. Rồi ba dễ là hôn mê trai ấy luôn, ấy luôn. Ấy luôn, dễ ấy luôn. Dễ ấy luôn, ấy luôn. Những phút tình
gì đây mày, gì ra đây mày, gì đây mày, gì đây xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây, con xuống gì đây, xuống gì đây. Không mời quý khách có giấy dùng này trở lại đây, trở lại đây mà nghe cứ xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây. Chị gái nó bên dưới tiến lên sân khấu dò số mời rồi mời chị lên chị dò giùm em tạo sự công bằng nhất em tặng chị con có bông luôn rồi anh trai đây chị đứng đây dò chị Phụng chị Phụng ơi tập trung chị Phụng ơi rồi bắt đầu dò số 13 chị đưa xuống có 13 số 9 có 38 có và con số cuối cùng là 56 có. Dạ các thú vị, bốn con, chỉ mới có 5 con cờ thôi đúng không? 5 con cờ mà đã có chủ nhân may mắn đọc giải rồi mà anh trai lên sân khấu. Rồi, chị gái ơi, lấy gấu dưới đây ra giùm em nè. Rồi em tặng cho chị gái chú con gấu, trời em thấy cái này nó giấu gấu kỹ dễ sợ luôn đó. Đây em tặng cho anh, và kèm theo đó là em tặng anh một con gấu bông nhỏ bên đây và một bao lì xì. Có ai đọc giải đúng vị nếu không em xin phép đi trao tặng phần quà bên ngoài. Rồi chỉ có một người thôi, vậy là một mình anh sẽ nhận trọn vẹn
trong rồi cảm ơn chị. Trong buổi tối đêm nay một mình anh sẽ nhận trọn vẹn một phần thưởng, đó chính là 4 triệu đồng và một cái phiếu mua mua sắm tại gian E6 nhà giảm được 100.000 anh. Đây một phong bao lì xì 4 triệu đồng nha. Anh sang bên đây kiểm tra thật kỹ cho em rồi hãy về nha. Đủ rồi nha, cảm ơn anh. Nhiều khi về có 420 thôi. Rồi thưa quý vị, dòng loại tiếp theo vẫn là một dòng loại 30.000 đồng một vé. Chúng em cũng khuyến mại cho tất cả quý vị là một vé đôi, thưa quý vị nha, 30.000 đồng. Chúng ta được một vé đôi và phần thưởng của chúng ta vẫn là một chỉ vàng, thưa quý vị. Nếu lúc nãy 30.000 đồng quý vị mua một vé thì bây giờ 30.000 đồng quý vị được một vé dài hơn, dài hơn gấp đôi, tỷ lệ đoạt giải của quý vị sẽ tăng lên gấp đôi, thưa quý vị. Vâng, và những con số được là 60 con banh và vẫn nằm trên lá vé đó. Hồi nãy quý khán giả mua 30.000 đồng và lá vé nó còn thiếu những con số và chưa may mắn. Và bây giờ chúng ta phải chọn những con số may mắn hơn nữa ạ. Và 30.000 đồng chúng ta sẽ chọn qua 4 triệu đồng hoặc một chỉ vàng. Đó, như lúc nãy nếu mà có một người đoạt giải thì người đó sẽ nhận về trọn vẹn phần thưởng nguyên vẹn, đó là 4 triệu đồng thú vị nha. Chỉ với mỗi lá vé là 30.000 đồng. Rất là may mắn thú vị. Mời quý vị hướng mắt về sân khấu, bắt đầu giao cơ. Kính chúc tất cả các anh chị vào đây gặp thật nhiều may mắn. Rồi, ai chưa có vé giơ tay giùm em. Vé luôn em ơi. Số gì đây à? Số gì ra mày gì đây con mấy gì đây mày gì đây con mấy gì đây mày gì đây. Ai chưa có vé, ai chưa có vé giơ tay giùm em. Số gì đây con mấy gì ra mày gì đây à? Số gì đây con mấy gì đây mày gì đây. Lâu lâu mới có một qua lì, đâu phải hủ tiếu mì mà ngày nào cũng có. Số gì đây mấy gì ra mày. Hãy subscribe.
cười nở muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời cao núi xanh mây trời bay. Con số 7, 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 con số 7. Năm gì đây, năm gì đây, con năm gì đây, năm gì đây. Nhìn đám cưới của người mình yêu, em thấy lòng mình buồn vô cùng. Người ba giao tràn đầy hạnh phúc, còn ngày em má có sầu buồn. Từ năm 14, năm 14, năm 14, năm 14, năm 14, số gì đây, mấy gì đây, có ba gì đây. Cùng giờ chứ hả? Vâng, các cô chú biết thì bà khoan rồi sẽ nhé. Vì đây là dòng loại đặc biệt à. Vâng, 39 giờ vâng, chưa? Vâng, tất cả quý vị, đây là vòng loại đặc biệt cho nên là để tạo tính công bằng, tụi em xin mời một vị khán giả đến đây dò số chúng cho tụi em ạ. Vâng, xin mời chị gái ạ. Vâng, xin mời chị, xin mời chị giúp tụi em ạ. Vâng. Dạ lên đây và dò số giùm phụ nữa nha. Em cầm dò banh lên. Và kính thưa tất cả quý vị và tất cả những người đẹp, kính thưa tất cả thương nam đang rào mơ với vòng loại tiếp theo là 20.000 đồng. Hy vọng tất cả các anh chị mình yêu thương và ủng hộ cho tụi em ạ. Số 39. Vâng, 39 có 1. Đúng 39 không ạ? Dạ đúng 39. Dạ rồi. 57. 57. Số 57. 21. Có 21. Số 7. Có số 07. Dạ sao? Dạ 10 giờ tới có 21. Số 57. Vũ đi nha. Số là không đờn nha. Xong giờ nữa. Nó vô duyên ghê. Rồi 39 đi răng luôn. Rồi 3 người à. Rồi đúng chưa? Rồi, ok, chị cảm ơn em, tặng em một con gấu ạ. Rồi, em là con gấu nhỏ ạ. Rồi, chị cảm ơn em nha. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ trao ra, đây là những phần thưởng may mắn của gánh hát Lô Tô Hương Nam. Và mong rằng là mọi người sẽ gặp được nhiều may mắn ạ. Rồi, ba chủ nhân may mắn của chúng tôi, mỗi người vào bên trong sẽ nhận một bao lì xì trị giá là 1.350.000 đồng. Rồi, mỗi người có mong nhỏ nó luôn giùm em nha. Đó. Và các thưa quý vị, dòng loại tiếp theo với mỗi lá vé là 20.000 đồng là vé, cho phần thưởng là 5 phần vàng. Cô chú chị nào mình chưa có vé cứ giơ tay lên. Những nhân viên của Hương Nam đang phục vụ bên dưới những lá vé. Và các thưa quý vị không cần phải đói trơn ngồi tại chỗ giơ tay lên nha. Chúng em điều động nhân viên đến tận nơi phục vụ quý vị mình luôn. Rồi,
Đó, thôi tới Ngọc Tộc tay nhà chứ đừng có ma rét mà nhét tôi vô. Bên đây nè Thảo ơi, đó. Bên đây nè, đó, chị ba, chị tư, bên nào chưa có vé cứ vô tay lên nhớ về nha. Rồi, dòng loại 20.000 đồng, 5 vân vàng xin phép được bắt đầu. Vâng, và bây giờ chúng ta bắt đầu vào số trong dòng loại này đúng không ạ? Cầu chúc tất cả chúng các chị và bạn gặp được nhiều may mắn trong dòng loại này. Số gì đây mày, chị ra qua mấy chị ra mày, chị ra qua số chị ra. Mấy chị đi mày, chị đi. Rồi dễ qua sao kìa, chạy thẳng ra qua sao kìa. Số gì đây mày, chị ra qua số chị đây mày, chị ra qua mấy chị ra. Điều đúng là trời cho không đúng. Bá ơi, cho em phải dễ lắm bá ơi. Mình lại đây bài cho chị đi. Số gì đi mày, chị đi con số gì đi mày, chị ra con số gì ra. Mày chị đi mày, chị đi con số gì đi mày, chị ra con mấy chị ra. Nghe em yêu con cần ra, đưa ra mà con mấy con mày. Cái gì đây số, chị đi con mấy chị đây. Mày chị ra mày, chị ra con số gì ra. Chị đi con mấy chị đây mày, chị ra con số chị ra. Mấy chị đi mày, chị đi con số chị ra. Mấy chị đây. Nga nga nga, mời hai anh chị mới vô luôn kìa nha. Đó, em đứng lại rồi. Mời hai anh chị mới vô ngay dưới mặt em luôn ạ. Đó, rồi chị ơi, cảm ơn anh chị luôn ạ. Số chị đi mày, chị ra con số chị đi. Mấy chị ra mấy chị đi con mấy chị đi. Mấy chị đi xin nữ bà ca 33. Ba mươi ba số đầu tiên, số đầu tiên kết với một con mười, một con ba ba ba. Ba mươi ba con ba mươi ba, ba mươi ba. Con số gì đây mày, chỉ ra con mấy, chỉ ra mày, chỉ ra con số gì ra mấy, chỉ ra. Chị ông đâu 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 đâu, chị bay đi đâu đi đâu. Con gà trong bên gái, ông mặn trời mới về mà trơn như cành bông. Em đã thấy chị bay. Chào anh tuổi thơ.
Và dòng loại tiếp theo sẽ là dòng loại cuối cùng mà tụi em bán vé 20.000 đồng. Rồi, và ở dòng loại sau, nếu quý vị không lấy 5 phân vàng, quý vị có thể lấy về cho mình, đó chính là một chiếc điện thoại Vivo Y91C trị giá là 3 triệu đồng, quý vị. Nói chính xác là 2 triệu tiếp tiếp chục. Dạ rồi, 23 có 1. Số 5 có 2. 30 có 3. Và 58. 58 có 4. Cái thú vị số 5, 23, 30 và 58 hoàn toàn hợp lệ thú vị nha. Rồi, và chúng em xin phép được trao tặng phần quà bên ngoài rồi. Có ai đọc giải đúng không quý vị? Dạ, nếu không mời chị lên sân khấu giùm em luôn nha. Rồi, em trao cho chị cái này là bao lì xì may mắn nè. Rồi, và bây giờ chị nhận giùm em, đó là một phong bao lì xì của chương trình hôm nay. Rồi, đó một con gấu bông nữa. Dạ, 2 triệu đồng nha, về kiểm giùm em nha. Ủa còn khoan chị ba, từ anh đọc giải nữa hả? Dạ, rồi chị lên đây nha. Chị đợi em xíu nha. Dạ rồi. Dạ, có 58 không quý vị? Có à. Có 58. Rồi bắt đầu giờ số cho anh ba nha. 58 có 1. 49 có 2. 26 có 3. Và con số cùng là con số 7. Số 7 có 4. Rồi các thưa vị, 7, 26, 49 và 58 hoàn hợp lệ rồi nha. Rồi cho một bao lì xì luôn. Rồi vậy là mỗi người sẽ nhận về giùm em à, anh ơi hết gấu bông nhỏ rồi em tặng cho anh một cái máy sấy tóc nha anh. Mình về mình sấy tóc chơi nha. Gấu bông nhỏ hết rồi phải không? Bên trong còn không? Hết rồi. Và anh nhận chị nhận triệu cho chị. Chị ơi, rồi, chị nhận chưa? Nhận triệu giùm em. Dạ. Đó. Dạ các thú vị dòng lại tiếp theo với mỗi lần vẽ là 20.000 đồng quý vị nha. Cô chú chị nào mà chưa có vẽ cứ giơ tay lên. Chúng em điều động nhân viên tới tận nơi phục vụ quý vị luôn. Anh Vy mình thương tình Nam Giang Dũng hồi tắm lắm em. Cái đầu mà giống như con chó cái xe rụng với nó phụng. Mình đừng có xuất hiện gần phụng. Rồi nhanh tay lên cho quý vị dòng lại này 20.000 đồng. Không để cho quý vị mình chờ đợi lâu, nhanh gọn và đẹp. Chúng mình xin mời quý vị chúng ta cùng em tập trung đèn sáng chuẩn bị. Giờ số. Hey, nói chị nghe không? Hey. Con số gì đây?
con số gì đây, số gì đây, con số gì ra, con số gì đây, khích má ơi đừng gả con xa, chim kêu dựng hú tiếp nhà má đâu, thăm con một phận mà làm dâu, con đâu có lạnh để về mà chiến thăm, sáu mười lăm mới lộn con. Cưng có cái con gì lạ lắm, con bé đứng cái dầu quạt bụng về đi con, về đi con, anh nào số bốn tay bốn đứng tay, số gì đây, số gì đây con, mấy gì đây mấy gì đây con, mấy gì đây mấy gì đây. Ê, ai mua sầu chi có ai mua sầu chi, xin đừng kêu kêu quá em, em đây không bán tình duyên em, chỉ bán chuối tìm số mười nguyên, con số mười đây con số mười con số mười, con số mười con số mười con số mười. Con số gì đây mấy gì đây con mấy gì đây, một bản tình ca con 13, 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 số gì đây mấy gì đây, lương sơn bá quê ở được giá chút anh đại quê ở hố nay, con số 2 thì con số 2, con số 2 là lá cờ hơn xích lô xin dừng xe. Thưa quý vị, con số 2 thì đúng qua đã vừa được giải đúng một hàng đó anh. Rồi số 2 có 1, số 10 có 2, 35 có 3, 58 có 4. Và một lần nữa ai đoạt giải đó mà đúng không, chứ em xin phép được trao tặng phần quà ở bên ngoài. Rồi anh ơi, anh lấy điện thoại hay lấy vàng? Rồi lấy vàng là mình lấy 2 triệu đồng bên trong, và điện thoại này là 2.9 triệu. Còn lấy cái điện thoại rồi thì anh lấy vàng, còn anh mà nhà có vàng rồi chỉ lấy điện thoại, còn nhà có điện thoại có vàng thì lấy BD ha. Sao đi à? Rồi lấy vàng đi ha. Quý vị khán giả ơi, bây giờ chúng em sẽ bóc phần thưởng đầu tiên, đó là một con gấu bông bự hoàn toàn miễn phí cho quý vị luôn. Lấy phiếu rút thăm may mắn ra, bắt đầu giờ số quý vị nha, của 3 ngày luôn quý vị, ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật chúng ta đều bóc được ngày hôm nay. Rồi trộn lên, trộn đều lên, nhìn nhìn ra ngoài đi. Ừ, rồi thọt tay vô trộn đều lên giùm bé gái, lấy tay qua thọt vô. Trời ơi bé nó sợ, bé kia nó không dám quậy đều, không quá quậy mạnh sẽ hư bộ neo mới làm thôi quý vị, mới đắp rồi bóc đi. Rồi bóc một phiếu ra em. Rồi đọc lên luôn. 0976 thưa quý vị. 0976 à? 0976 là mạng Viettel thưa quý vị. 0976 à? Có ai 0976 không ạ? 0976 lần thứ nhất. Lần thứ nhất. 0976 lần thứ hai. Có kìa. Rồi 0976 đâu có chủ nhân. Rồi em gái, em nhận được. Nó nặng vậy mẹ ơi, trời ơi. Rồi ôm về nổi không? Rồi được con cưng xin lát kim thiết ra ba gác trở về nghe bé ơi. Rồi giáp được con em rồi, đi đi em nhiều. Rồi ba em ơi, đây à? Đây lên anh bước lên đây luôn à? 0976 thưa quý vị, 0976 hoàn hợp lệ rồi. Rồi này, bây giờ là phần thưởng đó là của anh rồi đó, bây giờ tiếp theo đó là lấy ra giùm em một cái lò nướng trị giá 1.500.000 đồng. Một cái lò nướng à, trị giá 1.500.000 đồng à. Rồi thọt tay vô trộn đều lên anh, quay tay rồi, ok anh.
Anh quay tay đi anh. Tất cả những giải thưởng này tụi em cho quý vị bóc luôn nha. Rồi đọc lên ạ. 6169 6169 ạ. Có ai 6169 ạ? 6169 từ xa có chị Ba đọc giải. Đúng không chị? Rồi. Anh trai lấy con gấu về giùm em. Đó. Ôm về anh. Trời ơi, con gấu anh. Bữa gấp 3 lần anh vậy đó. Rồi thú vị. Vài bữa đó em sẽ nhập thêm 100 con này về phát tặng cho quý vị trong lúc thăm may mắn hết quý vị nha. Được không? Thiệt. Thề đi. Thề. Nói dối làm BD suốt đời. 6169. Mà lên đây lên. Ồ đi hết nổi hả? Sao vậy? Sao vậy? Rồi. 61. Bên ra đi em. Chị khoan. 6169 còn của chị là 1669. Trời ơi. Dạ. Trời ơi rồi. Dạ không sao. Có ai 6169 không ạ? Dạ 6169 thưa quý vị. 6169 lần thứ nhất. 6169 lần thứ hai. 6169 lần thứ ba. Chúng ta hủy bỏ ạ. Rồi chạy thẳng xuống chọn đại một ai đó bóc giùm một phiếu liền kìa. Chị ba áo hồng kìa. Rồi rồi chọn đại đi. Đây rồi sẵn đọc lên liền luôn. Đọc luôn. 0956 thưa quý vị. 0956 ạ. 0956. 0956 có người rồi. Anh trai 0956. Rồi em lên đây luôn đi. Rồi lên đây, lên đây em. Và chúng ta còn phần thưởng tiếp theo đó chính là một nồi lẩu điện. Cái này tặng thêm chứ nãy mà không thông báo thưa quý vị. Và em tặng thêm một món nữa đó là một nồi lẩu điện. Rồi 0956 qua con hợp lệ thưa quý vị. Rồi anh trai anh chọn giùm em một chủ nhân tiếp theo của nồi lẩu đó giùm em nha. Rồi rồi nhìn chọn, chọn ta vô chọn nhìn ra rồi chọn ta vô đi anh. Vâng quay điều lên à. Rồi màu xanh dương luôn thưa quý vị. 0612. 0612. Vâng 0612 ạ. 0612. 0612 lần thứ nhất à. Rồi có rồi thưa quý vị. 0612 đã có chủ nhân may mắn đoạt giải. Rồi lên đây con gái ơi. Rồi cảm ơn anh, đây là phần thưởng của anh. Một lời nướng. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Rồi. Dạ không được à. Trời ơi, cái này là tặng không biết không anh ơi. Vâng, cái này, chương trình này là chương trình 0612. Dạ cái thưa quý vị. Rồi 0612 hoàn toàn hợp lệ. Rồi con gái ơi. Con bé sẽ là người chọn ra phần thưởng đặc biệt nhất đó là chiếc tủ lạnh này sẽ thuộc về ai thú vị. Chỉ còn một phần thưởng cuối cùng thôi. Và vâng chúng ta cho chàng vỗ tay đi ạ. Và sau đêm nay chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày 22 tháng 1 với khách mời đặc biệt là Phương Mỹ Chi thú vị nha. Và đêm đó sẽ tặng không cho quý vị một chiếc điện thoại Vivo với chương trình rút thăm may mắn vào ngày 22 tháng 1. Rồi vâng. Con gái chọn đi con. Vâng, vậy con đừng có nhìn vô con. Rồi, con sóc điều đó. Rồi, sóc điều vô. Rồi, cho công bằng. Rồi, chọn ra đi. Rồi, màu xanh lá cây. Xanh lá cây màu xanh lá cây. Từ từ. Rồi, con đọc, con biết đọc không? 9973. 9973. Chưa, đừng dội bỏ về. Đừng dội ạ. Tại vì giá vé màu xanh là của ngày đầu tiên. Nhiều khi ngày hôm nay khán giả nó không quay lại. Đúng rồi. Đừng vội xé bỏ là vé. Được không? 9973. 9973. 9973 lần thứ nhất ạ. 9973 lần thứ hai. Và 9973 lần thứ ba. Chúng ta hủy bỏ ạ. Rồi, anh chị này là chơi nhiều nhất bên ai nè. Có không chị? Không có luôn rồi. 9973 bỏ nhau vì nha. Rồi con gái ơi chọn tiếp con. Cũng trộn lên, trộn đều lên con. Vô xanh dương thì dễ trúng. Rồi xanh dương. Dạ thưa quý vị, con số đầu tiên là con số 6. Vâng, 6 ạ, số 6 ạ. Con số tiếp theo là con số 8. 6, 8. 6, 8, 2, 2. 6, 8, 2, 2. Wow. 6, 8, 2, 2. Đừng dội xóa bỏ lại vé. Điểm kiểm tra cho thật là kỹ luôn đi. Quát nha. Dạ, hộp dịch còn lộn, đừng lấy chi người ạ. Rồi. Vâng. Anh ơi, dạ lên đây, đây lá phiếu 6822 hoàn toàn hợp lệ và chủ nhân may mắn của chiếc tủ lạnh. Vâng à, cho Phùng hỏi à, anh ở đâu ạ? À? À, nhà đâu không? Hẻm 51 đường 32. Hẻm 51 đường 32.
Rồi, xin chúc mừng anh An ở hẻm 51 đường 3 tháng 2, thành phố Cần Thơ với phần thưởng đặc biệt đó là một chiếc tủ lạnh. Rồi, trao cho anh, giờ anh Rinh về đi anh. Rinh được không ạ? Vâng, giờ xin ra hẹn các tụi chúng cái chị bạn vào 28 cho tới mùng 10 Tết. Và các cô chú các chị bạn về nhà cũng dụ cho mọi người về xa đứng xem và cầu chúc. Ôi trời kia trời đã cáo bà nội trời ơi cháu ta cha nội.